Dạ vâng, xin mến chào tất cả quý vị và các bác đã quay trở lại với Cốc Cốc Audio chúng em. Kính thưa quý vị và các bác, như hôm qua quý vị và các bác có thể thấy là bên em đã lên video là bên em có hai cặp duy nhất các bác nhé. Bên em có hai cặp duy nhất những đôi bốt đôi bốt T10. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu kỹ hơn quý vị nhé. Vâng, bốt T10 đây thì ở trước mặt quý vị và các bác đây một chiếc này. Ở đây một chiếc này. Đấy. Và quý vị và các bác có thể nhìn thấy là ở phía trên mặt của nó nhé. Ở phía trên mặt của nó là có chữ bốt này và chữ USA. Ở bên trong nha các bác nhé. Ở bên trong này đó thì được sơn các bác nhé, được sơn tĩnh điện màu trắng sữa. Màu trắng sữa luôn các bác nhé. Còn phía mặt ngoài này cũng là màu trắng sữa luôn này. Đây, màu trắng sữa. Và ở lớp phía bên ngoài đây, ở phía lớp bên ngoài đây thì được mạ vàng các bác nhé, mạ vàng 3 lớp. Đây, bô T10 và 200W các bác nhé. Dòng này thì 200W và made in USA. Hiện tại bây giờ là em còn một cặp này duy nhất các bác nhé. Em còn mỗi một cặp này thôi. Đấy. Em còn mỗi một cặp này. Và chân của nó là xoay được 360 độ các bác nhé. Chân của nó là xoay được 360 độ. Chân của nó xoay được 360 độ thì chúng ta có thể để như thế này và chúng ta xoay nó quanh quanh được các bác nhé. Đấy, một cái điều rất là thuận tiện cho chúng ta. Còn đây phía trên này của nó này, trên này của nó là hai cái đường kẻ các bác nhé, hai cái đường kẻ song song này. Đấy, ở mặt bên này cũng vậy, mặt bên này cũng hai đường kẻ song song và bên này cũng hai đường kẻ song song, tạo nên một cái điểm nhấn nó cực kỳ là sắc nét. Và ở phía trước thì màu trắng sữa, phía trước màu trắng sữa và ở đằng sau màu vàng. Đấy, nó tạo nên một cái sự hài hòa. Đấy, tạo nên một cái sự hài hòa và sang trọng đẳng cấp các bạn nhé. Đấy, sang trọng đẳng cấp. Và ở trong video này của ngày hôm nay thì em sẽ test chất âm cho quý vị và các bác cùng nghe thử và cùng đánh giá xem là đôi loa siêu chép bốt T10 này nó hay như thế nào. Và hiện tại thì em sẽ ghép với lại đôi BMW 2000C Bass 30 các bác nhé, Bass 30. Và dòng siêu chép này thì nó đánh được với những cái dòng loa như Bass 30 này, Full 25 này, Bass 25 này, Bass 20. Đấy, ghép được với những dòng loa Bass 20 nữa để cho nó kéo cái giải chép của chúng ta lên. Và chúng ta đánh trực tiếp từ cục đẩy công suất ra hoặc là âm ly hay là vang liền công suất nhé. Đây, hiện tại bây giờ là em đang kết nối trực tiếp từ cục đẩy công suất ra nhé. Đấy, bây giờ em sẽ cố định điện thoại lên. Em sẽ cố định điện thoại lên và em sẽ test nhạc cho quý vị và các bác nghe trước là khi mà chưa có siêu chép các bác nhá. Khi chưa có siêu chép và khi mà có siêu chép thì chất âm của nó thay đổi như thế nào các bác nhé. Đấy. Đây, bây giờ em sẽ test thử các bác nhé. Bây giờ em sẽ test thử. Chưa có siêu chép các bác nhé. Lòng đã giận lòng.
trăng khuyết trùng dương cánh biển mà phút. Dạ vâng, bây giờ em sẽ tua lại từ đầu và em sẽ kết nối. Em sẽ kết nối siêu chép và em sẽ tua lại từ đầu. Vẫn là cái mức âm lượng như vậy các bạn nhé. Đấy. Rồi em sẽ test cái đôi loa siêu chép này quý vị và các bác cùng nghe và cùng cảm nhận. Bác nào mà chưa cắm tai nghe vào, các bác nghe qua điện thoại mà chưa cắm tai nghe vào thì quý vị và các bác hãy cắm tai nghe vào dùng em nhé. Vâng, em đã kết nối xong đôi loa siêu chép. Thì đôi loa siêu chép này thì nó rất là dễ dàng cho chúng ta kết nối, bởi vì nó có hai cái lẫy ấn ở đằng sau, chúng ta chỉ việc ấn và chúng ta đút dây vào thôi. Đây, bây giờ em sẽ test thử các bạn nhé. Cái đoạn nhạc mà có loa siêu chép và một đoạn nhạc là không có loa siêu chép. Thì quý vị và các bác cùng nghe và cùng cảm nhận là khi mà có những đôi loa siêu chép này vào trong dàn âm thanh của chúng ta thì nó sẽ như thế nào, nó sẽ hay đến cái mức độ như thế nào các bác nhé. Đấy. Giá chỉ có 1 triệu một cặp các bác nhé. Giá chỉ có 1 triệu một cặp. Đấy. Mọi chi tiết xin quý vị và các bác liên hệ về một trong hai số điện thoại đang hiển thị ở trên tấm biển các bác nhé. Còn bây giờ em xin phép em được khép lại video tại đây. Cảm ơn tất cả quý vị và các bác đã quan tâm, theo dõi và ủng hộ Cốc Cốc Audio Trung An trong thời gian qua. Các bác đừng quên ấn đăng ký kênh và ấn chuông để nhận những video và những thông báo mới nhất từ bên Cốc Cốc Audio Trung An các bác nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bác ạ.